Xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thử những loại kẹo này. Các bạn thấy nó rất là hot hit. Nếu như mà các bạn hay xem mấy cái video trên Facebook nè, TikTok nè, bất kể là Việt Nam hay là Trung Quốc thì chúng ta cũng sẽ thấy sự xuất hiện của những loại kẹo này. Hoặc là các bạn có theo dõi chị Quỳnh Trần Chibi ấy đó, chị Quỳnh ở Nhật Bản, thì các bạn cũng sẽ thấy cái kẹo này xuất hiện nè. Tại vì nó rất là ngon và rất là, nói chung là một cái gì đó lạ lùng lắm. Hồi trước á là mình có order cái này về một lần rồi, cái đợt mà dịch ấy, à không, cái đợt mà mình cách ly nhà, nhưng mà do cách ly nhà nó bỏ xong rồi không có gì làm nên là mình lôi ra mình ăn hết sạch hết ba bịch luôn, tại vì quá ngon. Nhưng mà sau này mình nghĩ lại, mình lại order tiếp để mình có thể review cho các bạn, tại vì nó ngon đó. Mà như là mình đã nói rồi đó, những thứ mà ngon mà kiểu vừa miệng mình á, nó có thể ngon, có thể rẻ nhưng mà nó sẽ không có bổ. Nhưng mà thôi, nó ngon mình thôi, mà kệ, bất chấp đi. Cái kẹo này nè, nó sẽ có ba hương như thế này, là ba bịch như vậy. Cái này là do tay bọc sô cô la nè, cái này thấy không? Đó. Cái này là matcha bọc sô cô la, cái xanh xanh này nè, matcha. Còn cái này là sữa, sô cô la bọc sữa, hoặc là sô cô la trắng, tại vì ăn nó ngọt ngọt. Như bình thường thôi, chúng ta lại tiếp tục Google dịch những cái gì ở trên cái bao bì của nó nha. Vì ba cái bịch này nó giống nhau á, nó chỉ khác cái hương vị, nên là mình chỉ dùng một bịch thôi nha. Như cái bịch này nó ghi là toàn dâu. Dâu tay và cái gì đó thì đương nhiên nó phải toàn dâu rồi. Nè, có toàn bộ dâu tay trong mỗi cái viên hương sữa á, nó ghi như vậy luôn. Tên sản phẩm là cái gì đó, nghiền nát bột mì đường trắng, dầu ăn được. Và bổ sung 3.3.3. Điều kiện lưu trữ 23+2 độ. Đó. Ở đây có số chứng nhận sản xuất sản phẩm này lưu ở ăn được. Có dịch lắm. Có nhà sản xuất này, có số phát này, địa chỉ liên lạc, đồ các kiểu các kiểu. Và quan trọng nhất đó là hạn sử dụng. Thì chúng ta có thể thấy là hạn sử dụng được in ngay trên bao bì nè. Nè các bạn thấy không? Cái ngày sản xuất của nó ở đây nè. Hạn sử dụng theo Google dịch của cái sản phẩm này sẽ là 8 tháng kể từ ngày sản xuất nha. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau thử cái gói này đi. Sô cô la bọc dâu. Mình lột ra. Thì trong này nó sẽ có rất là nhiều cái viên nhỏ như thế này. Là những cái gói kiểu nhỏ chứ không có phải là như là trong một cái bịch mà nó có nhiều cái cục như là mình tưởng tượng đâu. Ở dưới Sài Gòn ở đây rất là nóng nên là cái sô cô la của mình có một số viên nó bị chảy ra, mình có thể thấy không? Còn một số viên thì hình dáng nó như thế này. Mình sẽ kiếm một cái cục tròn chỉ để chúng ta có thể cùng nhau nhìn thấy cái vẻ đẹp tốt nhất. Đây đi. Lột ra nha. Nhìn như vậy thì nó có vẻ sạch sẽ và rất là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đúng không? Đi. Đó, một viên của mình như thế này. Sau đó chúng ta sẽ ở giữa đây nè. Nhà cái sô, cái dao tay được sấy khô rồi á, ăn nó còn vẫn còn giữ một cái độ chua nhất định. Xung quanh là sô cô la nè, nó ngọt ngọt kiểu có cái gì đó nó rất là hòa quyện á, trong những cái ngày mà chúng ta mệt mỏi nè, stress nè, mà mình ăn sô cô la là mình thấy nó thoải mái rồi đúng không? Nhưng mà ăn sô cô la nhiều nó ngọt đó thì mình sẽ cảm thấy là béo quá, thôi không ăn nữa. Nhưng mà có một tí vị chua vô này, mình nghĩ là nó sẽ không có béo đâu, nhưng mà thật sự là nó béo lắm các bạn. Cái này là sô cô la matcha bọc sô cô la. Nó cũng sẽ có những cái bịch như thế này. Một bịch như vậy là 5 viên. Ủa sao bịch này 5 viên? À đúng rồi, tao ăn gần hết rồi. Một bịch như vậy là rất là nhiều viên các bạn. Lột ra. Nghe cái tiếng này. Đó. Cái kẹo này nè, cái vị matcha của nó thơm hơn nằm một tí, nhưng mà nó không có đắng nha. Nó cái matcha này nó ngọt, rồi cái dao tay cho nó chua chua thì ăn nó cũng giống cái kẹo hồi nãy, nhưng mà nó khác cái lớp bọc ở ngoài thôi, mà nó thơm mà matcha hơn một tí. Thì bạn nào là fan cuồng của matcha thì sẽ thích cái kẹo này. Đẹp đúng không, màu sắc rất là hài hòa. Và cuối cùng đây, cái này là dao tay bọc sô cô la trắng hoặc là sữa gì đấy.
Tự nhiên như cái này mình lại nhớ tới cái hồi mà cấp 2, cấp 3 hồi xưa ấy. Cấp 2, cấp 3 là tầm mười mấy năm trước á. Cái sau lúc đó là tới Valentine xong rồi mình sẽ bắt đầu xuống ở Đà Lạt á, nó có một chỗ chuyên bán vật liệu làm bánh sô-cô-la rồi đó, tên là Hiếu ơ ở đường Nguyễn Văn Trỗi được một chiều các bạn. Hôm tới những ngày đó là mình sẽ bắt đầu đi xếp hàng ra đó mua sô-cô-la trắng, sô-cô-la điên về. Cái sô-cô-la có sẵn xong về nấu cho nó chảy ra xong đổ vào khuôn để làm tặng group. Group giờ mình đang ở một nơi xa lắm, không biết kết hôn chưa, có hai vợ chưa. Đó lại thế. Hồi đó mình cũng thử làm sô-cô-la bọc dâu tay rồi. Tại vì các bạn biết đó thì Đà Lạt là xứ dâu tay mà đúng không? Với lại nhà mình, bên nhà nội mình nó là chuyên bán dâu đó, nên là mình cứ lên mình xin đó. Cái gì mình cũng xin, nó xin được mình xin hết. Xong rồi cái mình về mình làm giống như dâu tay, như sô-cô-la này nè. Nhưng mà vì cái tính rất là đảm đang của mình, nên là cái lúc mà mình làm hết cái trái dâu tay giống của sô-cô-la người ta làm, nó sẽ ra thành những cái hình tam giác rồi vẽ lên rất là đẹp. Còn lúc mình làm nó ra thành những cái cục hình vuông thế này nè, hoặc là những cái cục hình tròn, nên là mình quyết định mình để ăn luôn. Cái cục này thấy nó tinh khôi không? Lột ra nghe. Xem này. Trắng. Thật ra cái kẹo này thì nó cũng giống nhau thôi. Nó đều có một cái mô típ ở giữa là dâu tay sẽ khô, và xung quanh nó sẽ bằng một cái gì đó, nhưng mà có tới 3 vị lận. Nên là mình muốn thử hết cả 3 vị để có thể có những cái review chân thật nhất tới các bạn. Cái gói này nè thì mình mua là giá của nó là để mình nhớ. Nói chung là 3 gói á, cả 3 gói luôn á, mình mua combo là tầm trên dưới 100.000, thì cứ cho là 100.000 đi thì ăn cũng được đúng không? Chẳng khối lượng tận của nó một gói như vậy là 60g. Nói chung là ăn được đó. Ăn rất là giải trí, có một cái gì đó chua chua ngọt ngọt á, mà khi mà mình ăn thì mình sẽ trời ơi ăn vô chắc mập lắm, nhưng không có dâu tay vô, có tí trái cây nè, mặc dù trái cây sấy ở đường không ấy, nhưng mà ăn chắc không mập đâu đó. Thế là mình ngồi mình ăn hết cả 3 bịch luôn. Nhưng mà 35.000 một bịch thì các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, ví dụ như một số loại kẹo bánh khác của Trung Quốc, hoặc là kẹo Việt Nam của mình cũng ngon vậy, hoặc là mình đi ra mình lấy tiền mua 3 bịch này, mình mua dâu tay về mình tự làm sô cô la ăn. Hoặc là ăn nhiều thứ, ăn rau củ quả gì đó cho đẹp da, tốt dáng, giảm cân hơn là ăn cái kẹo, đúng không? Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn nữa. Và mình rất mong nhận được những đóng góp, ý kiến, những bình luận của các bạn để giúp kênh của mình có thể ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Và nếu như các bạn thấy video sau của mình tiến bộ hơn, hay hơn những video trước, thì đó là công lao rất lớn nhờ vào các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn á. Bye bye.